Hello, xin chào các bạn, mình là Minh An nè. Lâu lắm rồi mới gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review buffet tteokbokki Johnson chi nhánh Crescent Mall quận 7. Nghe bạn bè mình giới thiệu thì đây là buffet tteokbokki rẻ nhất ở Sài Gòn luôn. Lúc này là khoảng 11 giờ trưa, nhà hàng mới mở cửa thôi nên cũng khá là vắng. Mới vào thì nhân viên có đến tận nơi hướng dẫn mình cách dùng các vật dụng ở trên bàn. Nhưng loại hình này thì mình đã khá quen thuộc rồi nên nói với chị nhân viên cứ để mình tự xử luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi quay quầy đồ ăn cho mấy bạn xem nha. Đầu tiên sẽ đến với quầy mì, có rất nhiều loại luôn nha. Sau đó sẽ đến với tteokbokki và cái topping đang kèm. Tteokbokki ở đây khá là đa dạng luôn, từ truyền thống đến trà xanh, phô mai, khoai môn, bla bla bla. Quầy thức ăn kèm của Johnson đa số là các món chiên, cho nên để giữ độ giòn cho món ăn thì nhà hàng có gắn mấy cây đèn tỏa nhiệt ở bên trên mỗi món. Đây là ưu điểm mà mình thấy rất ít nhà buffet nào có luôn á. Kimbap ở đây thì chỉ có hai loại thôi. Ở đây cũng có viên phô mai bắp nè mấy bạn, lát mình sẽ gọi thử luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lấy đồ ăn đây. Đầu tiên mình sẽ lấy một ít nấm bào ngư, hành lá, đậu hũ và các loại rau chiên dùng trong buffet lẩu như là cải thảo, cải thìa, bắp cải, vân vân. Còn đây chính là quầy tteokbokki hồi nãy nè. Nhìn cái nào cũng ngon hết cho nên mình sẽ lấy mỗi thứ một ít nha. Mình sẽ lấy thêm xúc xích, chả cá sợi và chả cá lát nữa nha. Úi, ở đây có chả lụa nữa nè, mình sẽ lấy một ít chả lụa luôn. Tèn tèn, lấy topping xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái dĩa nhỏ này để đi lấy nước lẩu. Johnson Tteokbokki cũng có những công thức pha lẩu như những nhà hàng khác. Và tất nhiên, mình vẫn sẽ pha theo ý thích của mình. Mình sẽ cho vào đây một muỗng sốt trẻ em yêu thích và hơn nửa muỗng sốt vị kem béo ngậy. Mình thử vẽ hình đẹp đẹp như mấy ly cà phê người ta làm á, nhưng mà ra hình gì vậy mấy bạn ơi. Nè, cái dĩa đang lắc lắc là mình dùng để đi lấy đồ ăn kèm đó. Đầu tiên là khoai lang sốt, sau đó là kim bắp truyền thống và kim bắp trứng. Tiếp theo mình sẽ lấy gà chiên sốt, khoai tây lát. Cái khoai này theo mình nó hơi mặn á. Cuối cùng là rong biển cuộn chiên giòn và bánh xếp chiên. Về sốt chấm thì mình sẽ lấy sốt tương cà và mayo nha. Lấy thức ăn xong rồi, giờ mình sẽ đi lấy nước. Nước ngọt ở đây cũng được refill thoải mái cho mình uống đã đời luôn. Trước tiên mình sẽ cho nước dùng vào, sau đó là cho nước sốt theo công thức riêng của mình đã pha vô. Vì ban đầu mình mở bếp hơi lớn cho nên sốt kem nó bị kẹo ở dưới đáy. Mấy bạn nấu thì nhớ lưu ý điều này nha. Giờ thì khuấy đều lên thôi. Trong khi ngồi đợi nước sôi thì mình có nhờ anh nhân viên nấu giúp mình một gói mì tương đen. Lại thêm một điểm cộng nữa là nhân viên rất dễ thương lại còn nhiệt tình. Thường thì các nhà hàng buffet tteokbokki chỉ có một loại chả cá lát thôi, nhưng ở đây có thêm cái chả cá cây nữa nè. Mình sẽ lấy mỗi thứ hai cây và chan thêm miếng nước dùng cho nó giữ nóng nha. Cuối cùng thì nước lẩu cũng đã sôi, mình sẽ bắt đầu cho tất cả các loại topping đã lấy vào. Giờ thì trộn lên cho topping được chín đều nha. Ở đây khá là xịn sò, sử dụng loại mì gói không gia vị của Hàn Quốc. Sợi mì nó to và khi chín nó cũng dai hơn mì bình thường nữa. Vòng phô mai bắp ở đây cũng khá là ok, nhưng không xuất sắc bằng bên trong clip trước mình đã review rồi á. Lúc này thì mì và cái topping cũng đã chín rồi, mình sẽ vớt ra nha. Vẫn là ưu ái gấp cho bà cameraman của tôi trước. Wow, nhìn đã chưa? Vị nước lẩu ngọt ngọt mặn mặn cộng thêm sốt kem béo béo khá phù hợp với mình luôn. Vì mình không biết ăn cay, còn bạn nào ăn cay tốt thì có thể ăn các loại nước lẩu kia nghe. Cái này là tteokbokki phô mai quấn với phô mai bắp nè mấy bạn. Ăn cũng khá ok nhưng mà hơi ngán tại nhiều phô mai quá. Ngồi ăn nãy giờ mà quên mất tiêu bỏ chả cá vô nồi lẩu để ăn chung luôn. Chả cá ăn cùng với nước lẩu ngon lắm mấy bạn ơi. Ngoài chả cá cây khá là lạ ở đây thì chả cá lát vị cũng tương tự như những nhà hàng buffet mình từng đi ăn à.
Gà sốt gia vị ở đây cũng ok la lắm luôn nha mấy bạn ơi. Nhìn chung thì ở đây món ăn kèm khá là đa dạng, nhưng đa số toàn là món chiên không à, bởi vì ăn mau ngán lắm. Sau khi ăn 70 món thì bây giờ mình sẽ ăn món thứ 51, đó là đá bào trái cây ngang. Thấy cái máy này hết đá rồi nên mình sẽ múc thêm đá bỏ vô, bật nút khởi động là xong nha. Việc còn lại là đợi đá được xay nhuyễn ra thôi. Sau khi xay đá thì mình sẽ bắt đầu lấy topping. Đầu tiên đó chính là đậu đỏ. Tiếp đến là dưa hấu, kèm theo đó là thạch trái cây. Rưới một tí sữa đặc lên. Cuối cùng là bột đậu nành. Tính tiền, vậy là xong rồi đó. Thấy đơn giản không? Giờ mình sẽ trộn lên cho đến khi đá được thấm đều sữa. Khi nào mấy bạn thấy tan bớt đá là ăn được rồi đó. Khi mình ăn thì nghe rõ nhất là vị đậu đỏ, đậu nành, sau đó đến sữa và cái topping ăn kèm của nó. Lúc đầu mình lấy hơi nhiều đá nên nó tan lâu lắm, mấy bạn rút kinh nghiệm nha. Ăn xong nó muốn phát ách luôn á mấy bạn ơi. Với mức giá 119.000 một người đã bao gồm thuế và nước cùng với chất lượng của các món ăn thì mình thấy mức giá này là quá ổn, rẻ hơn so với những nhà hàng buffet tteokbokki khác luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video clip, nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của mình nha. Bye bye mọi người.